sẽ nhận được phần thưởng đến ngay từ chú heo Cowboy. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau mở quà nha. Mở nào. Một chiếc máy xay sinh tố. Nhà con đã có chưa? Dạ. Chưa hả? Dạ có. Nhưng mà cái này nhìn đẹp hơn con. Con có ý định là cho chiếc máy xay này cho cô Sam không? Cho con mượn thì được. Mượn là mượn, mất công mình phải chạy qua chạy lại mình đưa cho nhau không? Thí dụ mà nhà con nãy cô nghe nói có một cái rồi, giờ cho cô này đi. Con cho cô. Cái ở nhà con có. À, cho cô biết cụ của mới. Rồi. Thằng bé thật là thông minh đáo đệ. Con nó nhìn được máy tính tố à. Một cái bàn ủi. Con có hài lòng với món quà này không Gấu? Dạ có, cũng cái máy là có rồi đúng không? Vậy bây giờ cái máy là này mình không cần thiết thì mình cho cô Sam có được không? Gật đầu luôn. Anh ơi, chú heo Cowboy mang vô luôn nha, mang vô đưa vô cái trong kia giùm chị luôn nha. Cô lấy luôn nha. Nhà mình có rồi mà đúng không? Nhà con cần mấy cái. Có mấy cái rồi, dư cái rồi. Lấy cái này là dư rồi cho nên là chú heo mang vô. Nghĩ lại là mang cái này về cho mẹ quý không? Tại vì cái này mẹ ủi ở nhà là sẽ đỡ vất vả hơn nhiều lắm. Cái ở nhà nó không có chế độ, cái này nó có chế độ. Vẫn cho, vẫn tặng cho Sam. Không hối tiếc nha. Mốt không lấy lại nha. Không được ân hận nha. Bé quá hồng phóng. Đúng gì rác của em, đó là vị làm đá, đây là những cái vị làm đá. Đây, cảm ơn. May mắn, may mắn. May mắn. Và dĩ nhiên chúng tôi rất là tiếc, bởi vì món quà này sẽ thuộc về MC. Thật sự là cảm ơn sự lựa chọn của anh Long rất là nhiều. Đúng, mình rất là tiếc nhưng mà đúng phải rồi. Nhận thôi. Đây là một chiếc máy hút bụi. Nhà con đã có máy hút bụi chưa? Dạ con có một cái nhưng mà là máy lớn. Máy lớn thì nó có vẻ nó hiện đại hơn. Đúng rồi con ơi, tại biết sao không? Nhà cô chú giờ cũng thiếu con. Chú Huy mới ủa vừa nhiều lập nghiệp và mới vừa mua một cái căn nhà bé bé xinh xinh thôi. Đúng, một căn nhà chồi nhỏ. Chú bụi nhiều lắm. Không có một cái máy hút bụi như thế này. Đúng vậy. Thế thì con có nhã ý để tặng lại món quà bé xíu này cho chú Huy không? Dĩ nhiên bé trả lời là con thấy chú Huy cũng hơi hơi tròn rồi nên là con muốn là chú Huy cần năng động hoạt động hơn. Nên là khi mà nhà có bụi thì chú Huy cự lâu, chú Huy vận động thì chú Huy có thể là giảm cân được nhiều hơn. Nên con quyết định là con giữ lại để giúp đỡ chú Huy giảm cân hơn. Em bé, đây nè. Con ơi, mốt con từ chối là được rồi, con nó vừa từ chối. Đây nè. Con vừa đắm xuống. Đón xem tập 1 được phát sóng vào lúc 20:35 thứ tư ngày 25/3/2020 trên kênh HTV7. Chương trình được tài trợ độc quyền bởi nhãn hàng xúc xích heo Cowboy, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Heo Cowboy, nguồn dinh dưỡng từ thịt.